À, còn bây giờ hãy dành ít phút cuối cùng của chương trình để lắng nghe những thông điệp một lần nữa, những lời thông điệp gọi là chân thành nhất, những lời cổ vũ của các vị khách mời ở trong Elite Studio ngày hôm nay của chúng ta đến các bạn sinh viên của Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Vâng ạ, đầu tiên xin phép được mời cô gái của chúng ta, cô Trang ạ. Có lẽ là nhà trường trong cái buổi chia sẻ vừa rồi thì các em cũng nhìn được và các em cũng cảm nhận được rằng là tất cả những cơ hội để trải nghiệm, tất cả những cơ hội để các em thực hành nhiều hơn, thực tập nhiều hơn thì nhà trường và tất cả các thầy cô cũng như là các anh chị cựu sinh viên, các anh chị đến từ các doanh nghiệp đang hết sức nỗ lực để tạo ra chúng ta một môi trường như vậy. Vậy thì các bạn đừng chần chừ gì nữa, hãy bước ra và trải nghiệm thật nhiều. Dạ vâng, cảm ơn chị Trang. À, vâng, anh Dũng, cựu sinh viên ưu tú của nhà trường thì có lời khuyên nào thì dành cho các bạn sinh viên của ngoại ngữ ạ? Thế giới thật là rộng lớn và tôi chúc các bạn sinh viên Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội luôn tự tin, trải nghiệm có thật nhiều hạnh phúc. Nếu mà chỗ nào đó nó có không hạnh phúc thì hãy luôn luôn kiên trì và để các bạn có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn anh Dũng. Còn Thế Sơn thì sao ạ? Các bạn hãy chủ động tìm kiếm các cơ hội để tích lũy kinh nghiệm cho mình. Công việc hôm nay dù lớn hay dù bé, dù thành công hay chưa thành công thì cũng là những cái trải nghiệm hết sức quý báu cho các bạn vào ngày mai. Cảm ơn thầy Sơn. Vậy siêu của các siêu, thầy Minh có lời nhắn nhủ nào đến các bạn sinh viên ngoại ngữ siêu năng động, siêu sáng tạo và siêu chủ động của chúng ta hay không ạ? Nói với sinh viên của trường thì tôi có muốn nói suốt đêm nay cũng được. Bởi vì thực sự lúc nào tôi cũng nghĩ đến đến các em. Nhưng mà tôi cũng muốn nhắc lại, tôi bắt đầu già rồi, bắt đầu hoài cổ. Cái câu mà tôi viết cũng cái đêm 25 tháng 3 năm ngoái, tôi vẫn lưu lại là hồ sơ thực tập của các em nó dày hay nó mỏng, nó phong phú hay nó đơn điệu, nó lý thú hay nó nhàm chán, nó có ý nghĩa hay nó không có ý nghĩa gì, nó giàu sức thuyết phục hay nó chỉ đem lại sự nhàm chán cho các nhà tuyển dụng. Tất cả những câu chuyện ấy do chính các em viết nên. Người Ulysses thì rất là hay dùng một cái câu khẩu hiệu mà chúng ta rất tự hào, tức là be Ulysses, be cool. Thế thì phải tự hỏi, how cool are you? Vậy làm thế nào để trở thành một người Ulysses tỏa sáng? Làm thế nào để trở thành một người Ulysses mà ở trong bất cứ một đám đông nào chúng ta cũng sẽ outstanding? Cái này thầy cô giúp một phần thôi, nhà trường giúp một phần thôi, các em phải tự quyết định câu chuyện ấy. Tuy nhiên hãy tiếp tục tận hưởng buổi tối vui vẻ của mình và sáng ngày mai thức giấc và hãy nhớ be Ulysses, be cool. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn thầy Minh và đồng thời là cảm ơn những thông điệp vô cùng là sâu sắc nhắn nhủ đến các bạn sinh viên của Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Và lời cuối thì Thùy Linh cũng xin phép được thay mặt các vị khách mời tại Elite Studio ngày hôm nay gửi lời chúc tới các bạn sinh viên Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Hãy chủ động tích lũy, thực hành sớm, thực tập nhiều và quan trọng nhất, hãy be cool và thành công. Xin cảm ơn ạ. Xin chào. Xin chào.